Video ngày hôm nay sẽ tiếp tục làm về con Mi Realer. Con cụ thể con này con 1250. Lần trước mình đã giới thiệu mình cho bạn xem bệnh vì nó không phát bệnh. Hôm nay thì sẽ tiếp tục nói nó thì vì trước mình đăng ấy thì cũng có một số ý kiến của khán giả cho rằng là đã dùng và thấy rằng là Realer là khó sửa. Thì thực tế là mình cũng phải công nhận mình là người hay sửa mi bái, thế nhưng mà đây là một trong dòng là để chúng ta sửa dứt điểm được thì sẽ phải có những cái riêng chứ không giống như một số dòng mi khác. Thì con này mình nhận chắc đến tuần đấy thì hôm nay đã xong rồi. Nó có một số cái đặc điểm thì theo mình, thứ nhất là công suất lớn này, thứ hai là ít gặp. Chính cái đó làm cho ngay cả những người mà làm quen bãi thì mà ít gặp dòng này, chưa nói là những người chưa gặp nhé, người chưa gặp thì mình nghĩ là khả năng là cũng có bệnh sửa được, thế nhưng mà những bệnh đặc thù của nó này thì mình nghĩ khả năng là sẽ không dứt điểm được. Mình xem cả sơ đồ rồi thì thực tế máy này mình mở ra các phần được bác chủ máy ấy, thì bác sau khi mình kiểm tra qua đấy, mình mở ra thì thực tế con này là nó đã lúi tắt qua một tầng các bạn nhé, lúi tắt qua một tầng. Con này riêng free của nó có 4 tầng, tầng đầu tiên là tầng buffer này, sau đó lên tầng EQ này, sau đó tầng tông và cuối cùng tầng filter, sau đó mới vào công suất. Thì người ta lúi tắt qua một cái tầng các bạn nhé, buffer là để phối hợp trở kháng giữa cái tín hiệu vào và mạch EQ này. Nguyên nhân về sau mình đến lúc mình lối lại ấy, mình sửa mình đưa lại cái mạch đấy xem tại sao, lý do làm sao người ta cắt ra ấy, thì là nguyên nhân là vặn volume này nó có bụp, có tiếng bụp ở loa, bụp rất to, nhất là mở volume to tí. Thứ hai là bật tắt cái này này là ngắt dây le, thế nên là tại sao người ta mới ngắt bỏ cái mạch đấy đi. Thì đến lúc mình lắp lại cái mạch kia bác bảo kiểm tra lại tổng thể thì có thể cái mày này là các bác ấy mua là từ trước lúc nó đã người ta đã làm như thế rồi. Thế giờ là mình làm chính thức, cái đấy là mình chính thức cũng khó mà cũng dòng. Thế là nó mỗi máy nó có một đặc thù riêng, thế là mạch phức tạp rồi thì yếu tố mình chưa gặp cái bệnh như bao giờ cả, cũng là một cái khó khăn. Có một số bác ấy thì hỏi mình để sửa chữa dòng này thì cũng cho mình cái thông tin này là máy ở tình trạng này. Các bạn nói cho là thi thoảng nó ngắt thì thực tế mình cũng đã gặp rồi nhá, cách đây khoảng hơn 2 năm. Mình cũng nhận một cái máy của bác ở Hải Phòng thôi. Thì cũng bị cái hiện tượng thi thoảng nó ngắt, khi cả khi mấy ngày không sao à, thì nó ngắt bụp phát. Thì về sau bác ấy đến bác bảo mình vệ sinh. Và bác bảo cứ vệ sinh cho mình mà có khi nó ẩm nó bị hoặc là hàn lại. Nhưng thực tế mình kiểm tra thì mình nghĩ cái dòng máy này thì khả năng lỏng rất là khó. Thì thứ nhất là cái máy đời cũ này trước năm 70 này thì nó năm 80 là nó hàn linh kiện rất là chắc. Và cái lượng chì trong thiết rất là lớn. Lúc đó người ta chưa quản lý chặt chì ấy, nên là khả năng lỏng mạch rất là thấp. Nên là mình loại trừ khả năng đấy thì nói bác cái gì về sau lúc mình để mấy ngày mình theo dõi. Vì nó nhanh quá mấy hai bác cũng bảo thôi chứ. Thế thôi kệ nó về rồi sau thấy không bác quay lại nữa. Thì đấy là lần mình gặp và chính thức mình đã thua. Và mình thì bác cũng nóng ruột, thế là mình cũng không mạo hiểm. Vì mình biết rằng mạo hiểm mà làm theo kiểu cầu may là không ăn thua. Với những cái máy như này thì không ăn thua, thế là mình quyết định mà tôi trả bác ấy. Thì tránh trường hợp mình làm xong với lúc dây dưa không được, rất là mang tiếng. Xong đó thì qua lần này là lần mình kiểm tra kỹ nhất ở cái dòng máy này. Nói chung dòng này nhá, dòng 1280 này, 1250, 1280 này và 1050 thì nó chỉ khác công suất về cơ bản, nên là mặt free là mình thấy là khá giống nhau, kể cả mặt mũi giống nhìn giống nhau, còn một số đời cơ, nhưng mà mình mới gặp từng đấy rồi. Trong đó con 1250 là khỏe nhất. Mình rút cái kinh nghiệm là con này không thể làm theo kiểu là triệu chứng được. Thực tế cái triệu chứng của nó rất không rõ ràng. Ví dụ như lần trước mình kiểm tra, mình kiểm tra với cái này này thì là đã có áp ra mình đã nghi rồi.
thực tế về sau đến lúc mình kiểm tra kỹ nhá, là có lúc nó làm ngắt dưa le. Con này thực tế nhá, là có hai bệnh làm ngắt dưa le, vừa phần free và vừa phần công suất vế trái, còn vế bên phải thì lại hơi là nhạt nhiều hơn. Và nói chung kể cả hai vế đều phải bị áp bị thấp, thì do mạch linh kiện bị sai nhé. Nên là mình kiểm tra qua các điểm test này, mình kiểm tra là mình phát hiện, chứ còn con này đo trực tiếp rất là khó. Mình kiểm tra qua các điểm test này TP đó, thì mình thấy là dòng thấp thì cũng không phải chỉnh lại, vì nếu chỉnh lại thì mình chỉnh cái chép BS này nó phải tăng lên, nhưng thực tế chỉnh hết cỡ lên thì nó cũng vẫn chưa lên được, chứng tỏ mạch là có vấn đề và cả hai về luôn. Và sò mạch muộn lạnh canh nên tiếng nó bị thiếu BS, nghe tiếng nó khô tiếng, không tròn tiếng, chắc là mà nhỏ lộ ngay. Nên là mặc dù nghe vẫn nghe, nếu các bác nào không tin thì vẫn cứ tưởng là bình thường. Thế là theo mình ấy, những cái dòng này mà sửa là phải sửa dứt điểm, chứ còn nếu như chúng ta sửa được cái phần này ngắt thì có thể ngày mai ở phần kia nó ngắt, thế nên chúng ta mà sửa kiểu đó là không ăn thua. Đã làm cái này là làm phải làm tổng thể kiểm tra hết. Thì như con này thì mình phải nói là khá là yên tâm, mình mặc dù là có nhiều con ấy, nhưng mà vì bác cho phép mình làm tổng thể nên là mình đảm bảo là con này là mình sẽ yên tâm. À, sẽ ok các bạn nhé. Chứ còn làm theo kiểu mà triệu chứng ấy nó không rõ ràng ấy, chả nó rõ ràng cơ. Hoặc là khách đồng ý làm theo kiểu này, là mình đồng ý chỉ làm bảo hành cái phần mình làm thôi. Chứ còn nếu như dòng này mà bảo hành theo cái kiểu là cứ ngắt dưa le hoặc là bị ấy, mà là bảo hành vỡ mặt, thứ hai là mất uy tín. Nên là nhưng các bác cũng phải là mà chơi cái dòng này cũng phải chú ý nhé. Còn nếu các bác đồng ý sửa triệu chứng ok cũng được, nhưng mà không lúc nó bị lại thì ở chỗ khác thì các bạn phải không được kêu ca. Thế là vì cái này thực ra nó ở gần cơ, nếu các bạn ra là lên sửa theo kiểu triệt để, chứ còn sửa theo cái kiểu một thời gian lại chỗ khác có phát, nó kiểu mình kiểm tra rất là kỹ. Thực tế con này là mình đã phải sờ gần như là hết toàn bộ, kiểm tra lại toàn bộ máy. Cũng may cái là bác khách này bác rất tin tưởng, bác đồng ý cho làm hết thì nó hơi mất thời gian một chút, nhưng mà cuối cùng thì mình nghĩ là ok nhá. Nên là mình phải cảm rất là yên tâm. Chứ ở máy ở xa này mình nói thật là sửa mà không chắc chắn ấy, là mình không dám nhận, mình sẵn sàng giả lại ngay. Nên là bác nào mà xác định gửi sửa là phải sửa cho chắc chắn, kể cả mất thời gian, kể cả tốn kém hơn cũng phải chấp nhận. Chứ còn sửa theo kiểu mà vệ sinh mấy cả gì là thôi thì khỏi, với cho nó mất công thôi. Nó thật, riêng dòng này để mà khó thì nó chưa phải là khó nhất, thế nhưng mà nó khó chịu ở cái chỗ ấy, như mình nói ấy. Và bất kể thợ nào cũng rất sợ là nó không triệu chứng, không rõ ràng, và có thể hôm nay nó ngắt ở chỗ này, mai nó ngắt ở chỗ khác. Thế nên đấy là một điều cực kỳ nguy hiểm. Chúng ta làm xong và nó nếu như nó sẽ thể hiện liên tục ấy, thì mình biết ngay, nhưng đây nó lại không thể hiện. Nên là mình theo dõi con này rất là kỹ luôn, và kể cả tháo các phần là mình kiểm tra luôn. Và cũng mình kết luận là, tất nhiên là có thể có con nó không như thế, thế nhưng mình gặp mấy lần này, là luôn có cái bệnh rất khó chịu là nó ngắt dưa le. Còn nói để khó thì có rất nhiều dòng máy khó, cái này nó chỉ khó một cái là nó không thể hiện liên tục. Còn nói thật mình ở đây mình làm nhiều máy khó lắm, cho các bạn xem một số cái mình làm còn cũng rất là mất thời gian. Đây như con này chả, con đờ lông 970 này, các bạn nhìn mạch follow này. Riêng đây là khách đặt mình sửa mạch follow nhá, nó đã phức tạp này cả một cái gì này rồi. Con này con đờ lông 970 các bạn nhá. Nếu nói để hay ấy, dòng này khủng ấy, nhưng mà nói hay ấy, thì bác nào thì Clara thôi. Con này là Clara các bạn nhá, còn dòng đờ lông rất là lặng luôn. Chứ còn nói bảo là hay thì mình không, thì mỗi người nó có một gu khác nhau. Đôi lúc có người chỉ thích một cái âm đi mấy chục quát thôi, cũng thỏa mãn cái nhu cầu của người ta. Mỗi người có một gu nghe khác nhau. Còn như con này này, con này con phê này. Con này thì có khách bảo bị mạch không nhận khiển này. Con này thì tiên lượng thì có vẻ không ổn, vì nó dùng đến mạch điều khiển các bạn nhé. Thì khi điều khiển đấy là IC của nó là khoảng nó không bán ra ngoài. Thế đây là cái khó. Nó IC thường là nó đặt riêng của hãng nó, có cả điều khiển này. Thì con này thì mình chưa bận, như con này cũng là cỏ
rất là nhiều máy khó. Thường các cái máy mà nó dùng dính IC, không may nó chết IC thì rất là phiền các bạn nhé. Nhưng nó thật này, cùng cái đời này nhưng nó có cái bản không IC các bạn nhé. Giống như 1500 hoặc là 2000 đấy, có bản có IC, không IC, thực ra công suất nó như nhau hết. Nó chỉ khác ở cái công suất thôi các bạn nhé, chứ không phải khác cái nó có thêm mạch điều khiển, nó thêm nhiều tính năng hơn thôi, nó hơn thôi, chứ không phải mạch công suất thì mọi cái nó gần như nhau các bạn nhé. Cũng có đời là nó nâng cấp về phần free hoặc một chút thôi, có khác biệt thôi, chứ còn về công suất cơ bản là gần tương đồng nhau, không chênh nhau đáng kể. Chúng ta cũng đừng hy vọng, vì máy nó chênh nhau khá nhiều, trong đó thì cái rủi ro và hỏng IC thì nó không nhiều. Thế nhưng mà nếu bạn làm một kinh tế mà không quá dồi dào thì chúng ta đứng chắc ăn, tránh trường hợp mà nó treo máy. Treo máy cũng ấy là cái máy thành ý giá nó rất là mệt, mà không kiếm được đồ rất là phí. Dính IC là khó, chỉ cần nói như cái chế áp này thôi, chuyển mạch thôi là đã mệt rồi, chưa nói xa xôi gì cả. Thế nên là chúng ta cũng phải chơi, chúng ta cũng phải chú ý cái này ấy. Chẳng qua bác nào mà chỉ ít chơi thôi, chưa chơi thôi, còn bác nào mà chơi thích cái dòng này nhá, dòng công suất lớn này hoặc của Killer này thì cứ làm cẩn thận là vẫn ok các bạn nhé. Thì có một số bạn cho rằng là sau chán Killer hay hỏng, thực tế mình nghĩ là có thể đặc thù của máy nó như thế, thì chúng ta phải làm theo kiểu triệt để, chứ không làm theo kiểu chỉ thấy cái triệu chứng ở trước mắt chúng ta làm thì ngày mai nó sẽ lại xuất hiện triệu chứng ở chỗ khác. Thì như mình nói, kể cả không nóng dơ le có rất nhiều nguyên nhân, lổ có rất nhiều nguyên nhân. Con này mình kể một số bệnh này, là các cái chuyển mạch này, chẳng phô lô này, lục bụp này, xong các dơ le này. Nếu như cái lục bụp này hoặc cái này này mà công suất đang lỗi nhá, thì rất khả năng rất cao là sẽ làm chết công suất nhá. Cứ bụp như thế, mỗi lần nó ngắt dơ le thế là nó sẽ làm công suất. Mình thấy được cái là dòng này thì công suất có bán các bạn nhé, có như dòng chạy lách, còn cặp lách 600 với cả B500 à 365 có lẽ là hiếm hoi ở cái cặp công suất của nó, mà công suất lớn mà hiện nay là vẫn có thể kiếm dễ, và giá nó hợp lý hơn là các dòng, một số dòng khác. Nên là đây là những cái lợi thế, bác nào chơi thì cũng phải chú ý sửa, xác định sửa là phải dứt khoát, chứ còn không sửa cái kiểu kia là không ăn thua. Nhất là những máy mà nó chập chờn, nhưng thì có thể hôm nay nó lúc này nó lổ ở đây, nhưng mà mai nó lổ chỗ khác, hoặc lúc này nó nhảy dưa le do công suất, lúc thì nó do free. Và free nó cũng có đến 4 tầng. Mình kiểm tra trực tiếp rồi, là con này mình làm cực kỳ kỹ luôn, tức là gần như chỗ nào mình cũng mở kiểm tra, và có cả sơ đồ luôn nhá. Mình tải cả sơ đồ mình xem luôn, con này có sơ đồ. Thế là làm rất kỹ, và mình rút ra một cái nào lần sau lần trước mình cả cách đây hơn 2 năm có bác đến mà nó thi thoảng lắm, là mình đã bảo là không, mình không dám làm gì nhé. Cái hàn các bác bảo, các bác có thể bác nào chưa kinh nghiệm chơi thì nghĩ rằng đó là đơn giản, nhưng thực ra đó mới là mệt, cái thợ mới là mệt, chứ không phải là đơn giản. Còn nếu để khó thì có rất nhiều dòng khó. Để khó thì những cái dòng âm đi mà sau những năm 80 ấy, năm 90 rất là nhiều dòng khó luôn, vì lúc đó người ta có một cái xu hướng mạch là như này, là nó tận dụng tối đa cái công suất của đèn, nó không như những con này. Thì bắt đầu nó có những cái mạch mà gọi là để bù dòng, cái kiểu đấy nhá, là cực kỳ khó sửa nhá. Hoặc cái kiểu dạng class A mà chế độ nhỏ đấy là cực kỳ khó sửa nhá, mạch phức tạp nhá. Thế là thực tế nó chỉ là tương đối thôi, cùng soli nhau. Thế nhưng mà nếu soli đời mới ấy, như kiểu con F365 ấy, thì nó lại không, nó cũng lớ như dòng các dòng âm đi trong cái thời kỳ dòng 80-90. Thế nhưng mà soli cổ ấy, thì nó lại cực dị. Còn để mà khó ấy, thì mình nghĩ dòng Kenwood mà những cái máy cổ chúng nói thì lại ngược lại. Máy cổ thì lại Kenwood thì lại không khó. Thế nhưng mà dòng máy cổ mà dòng máy từ 580 đến 590 590 thì lại cực kỳ khó sửa. Tức là cái đời nó chạy kiểu STK kích ấy. Muộn vế nó chạy kiểu như này này. Nó có con STK kích này là cực kỳ khó sửa luôn. Mạch nó cực kỳ phức tạp, nó có chế độ bù dòng ấy, cực kỳ khó sửa các bạn nhé. Khi mạch nó càng phức tạp đến thì ngoài công suất lớn này, phức tạp ấy,
Tức là ở cái thời kỳ đó tự nhiên làm sao mình người ta lại có cái xu hướng này nhỉ, tận dụng cái công suất của đèn. Thì mình cũng chưa hiểu lý do, về sau này thì nó ra mốt phét này, hoặc người ta lắp muốn công suất lớn, hoặc là đó chạy dòng lớn người ta lắp nhiều sò này, thì người ta lại không có cái mạch đó nữa, thì nó lại không khó. Về sau này chỉ khó những máy nào nó có IC thôi. Thế là nó cùng một dòng máy nhau, thế nhưng mà tùy, không phải dòng nào nó cũng cứ nói rằng cái này khó là không đúng. Chẳng mình nói khó Soli là Soli cổ thôi, Soli mới thì nó cũng gần lớ giống nhau. Thế mà thằng Kenwood ấy, thì này nói chung sau những máy là sau năm 80 là mình thấy là nhiều máy khó. Trong đó những máy khó ấy, thường là về sau ấy, đến một sau một thời gian xuất hiện ấy, sửa mà khó ấy, thợ nhiều thợ không sửa thì cái giá thành của nó rất thấp mà nhé. Tại sao dòng Peeler này khủng như này nhưng lại không thể cao bằng dòng Sansui? Thì cái Sansui ấy, tuy nó không khỏe một con này, thế nhưng mà nó lại trông nó bắt mắt hơn các bạn nhé. Cái mặt radio rồi, thứ hai là cái yếu tố dễ sửa. Thằng 90 dB thì nó chỉ khó muốn dB thôi, và mạch công suất trong một số trường hợp thôi, chứ còn đâu nó thuộc diện là dòng máy lành. Theo mình giá có thể các bác không may quá hỏng, các bác cảm thấy không vui thôi, chứ mình thấy dòng Sansui 90 dB, kể cả 9090 trơn, nó là dòng khá lành. Nếu có là sợ mà lé mạch dB bạn chơi trơn được, nên là nó không thể nói đánh giá là dòng nào khó dòng nào dễ, nó tùy từng đời các bạn nhé. Nên là nó chỉ là tương đối thôi. Nói chung những cái dòng nào mà nó xuất hiện nhiều thì là nó thọ người ta va nhiều, thì là ngay bản thân mình từ kinh nghiệm mình thế thôi. Kể cả ông có thể làm giỏi dòng này nhưng mà dòng khác là vẫn cứ bó tay là chuyện bình thường, hoặc rất mất thời gian. Chính thức lần này là lần mình nghiên cứu cực kỳ kỹ con này, vì được sự đồng ý của bác ấy, chủ máy đấy, là mình nói thật. Chứ còn nếu bác ấy bảo chỉ sửa cái này thôi thì mình cũng phải đánh chịu. Còn mình có thuyết phục bác ấy bảo là bác ơi bác sửa thế này, nhưng mà bác không đồng ý thì có chuyện đấy, cũng vô nghĩa. Nên là cũng được cái là sự hợp tác của bác ấy. Chứ còn nói thật bạn, không ai tự nhiên lại một cái máy nhẹ xong như mình, nhưng mình thiếu gì việc đâu mà mình đi câu giờ. Nói thật bạn, nhiều bác cứ bảo muốn làm ngay, xong không làm ngay thì là thôi, tôi không sao à. Với bác đấy là hiểu sai bản chất vấn đề. Với mình có thật làm ngay thì mình làm ngay, cháo đây câu dọn để chật nhà nhanh, mình thiếu gì máy làm đâu, mình ngồi thời gian đâu mình ngồi câu giờ cái máy này cho mệt. Nói để cho các bác hiểu hơn, có thể với thợ này muốn thợ nó một khác, kể cả ngay giá thành thì các bác cũng không nên so sánh. Nói ví dụ này, một ngày bây giờ nếu như mình mà làm 2-3 cái âm đi meng meng nhỉ, kiểu gọi như thế ngay cả, thì mình cũng kiếm được 400-500 bệnh nhẹ thì mình cũng đủ nuôi cuộc sống mình. Còn với những máy này mà các bạn có đưa xong rồi các bạn làm đến 4 ngày 5 ngày mới xong, xong rồi lấy các bác bao tiền thì các bác không thể đánh giá như thế được. Những con là 12 là cái mức sống ở mỗi nơi nó khác nhau. Thì có những bạn ấy thì mình thấy bình luận ở trên kênh khác thôi, mình nghe đấy là mấy ông thợ, nhiều ông ấy là chỉ nhăm nhăm lấy tiền thôi, nhưng mình nghĩ đấy nó không đúng, không thể đánh đồng như thế đâu. Và mỗi nơi có thể là ở vùng này lấy giá một khác, ở vùng khác lấy giá một khác, thì mình biết rằng khi gửi đi xa, nhất là gửi mình à, vừa tốn tiền vận chuyển thì các bác phải hết sức cân nhắc, nên là không chúng ta phải cân nhắc. Và kể cả như là hỏng là theo mình ấy, sửa là phải sửa dứt điểm, chứ còn không sửa cái kiểu là ối dồi ôi thật, về suốt ngày mất công đi sửa đó là mình sẽ từ chối. Thì thực tế để biết được nó khó hay không thì mình phải kiểm tra. Em vừa dạy một số cái đặc mình nói đặc điểm về cái dòng, một số dòng Omni nhé các bạn nhé, và cái quan điểm của mình về sửa chữa, để cho các bác nào mà có nhu cầu sửa chữa mà thực sự tin tưởng mình nhé thì hãy gửi máy cho mình nhé. Còn không phải băn khoăn gì cả. Còn nếu như trường hợp không được, mình sẵn sàng sẽ làm lại, kể cả bệnh khác mình sẽ lấy giá hợp lý hơn so với lại đấy. Nên là các bác cứ tin tưởng. Còn bác nào đã băn khoăn là thôi nhá, cho đỡ phải gửi đi gửi lại cho nó mất công nha. Thì gửi đi gửi lại xong mình không sửa cái gì đó nó rất là... đã không tin tưởng, đã băn khoăn là thôi, là gì núi khác khác cho nhanh. Vì thực tế là rất nhiều người sửa chỗ nào cũng gần nhất, thuận tiện nhất,
chúng ta tin tưởng nhất, chúng ta sửa chữa xong yên tâm. Gửi xa ấy, không may nó học lại, gửi đi gửi lại nhất, những máy này rất là mệt. Tại sao mình bảo là phải sửa dứt điểm là vì thế, là chúng ta cũng phải chú ý như thế. Chứ không phải là nói thật để trả ai đi, như mình không biết mọi người nào, nhưng mình xong là mình trả. Thậm chí có máy bây giờ có khách xong rồi cứ chạy thử, chứ không phải giữ làm cái gì cho nó mệt ra. Nên là bạn cũng phải biết nữa, chứ không phải là đánh đồng thợ nào cũng giống thợ nào đâu. Video mình đến hết, cảm ơn bạn chú ý theo dõi.